Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay Jason sẽ chia sẻ cho các bạn biết những cái lợi ích khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Dĩ nhiên khi các bạn đầu tư vào lĩnh vực nào nó cũng đều có cái lợi và cái hại của nó. Đối với cá nhân của Jason thì Jason thấy rằng mình đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ có nhiều cái benefit, nhiều cái lợi ích nhiều hơn là cái bất lợi. Thì hôm nay Jason sẽ liệt kê những cái lợi ích đối với cá nhân của Jason cho các bạn thấy. Thứ nhất là khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán, các bạn sẽ không có bị lệ thuộc vào người nào cả. Các bạn có tự do về thời gian. Các bạn muốn đầu tư mua bán như thế nào theo ý của các bạn. Các bạn không cần phải đi đúng giờ về đúng giờ như là các bạn làm. Còn cái gì khi các bạn có kiến thức đầy đủ trong thị trường chứng khoán thì cái tiềm năng kiếm tiền bao nhiêu nó tùy thuộc vào các bạn. Các bạn muốn kiếm nhiều cũng được, các bạn muốn kiếm ít cũng được, các bạn kiếm bao nhiêu cũng có. Vì khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán, cái tiền trong thị trường chứng khoán nó là vô tận. Thứ ba, khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán không phải chỉ có một cách đầu tư mà có rất nhiều cách. Chính vì cái sự đa dạng của thị trường chứng khoán cho nên nó giúp cho các bạn có thể dễ dàng chọn cách đầu tư theo ý của các bạn chứ không phải các bạn đầu tư theo ý của thị trường hay là theo ý của người khác. Ra, nếu như các bạn thật sự có kiến thức và các bạn có điều kiện trong thị trường chứng khoán thì các bạn kiếm tiền sẽ rất là nhanh và có thể nói rất là nhiều. Người ta nói không có gì có thể kiếm tiền nhanh và kiếm tiền dễ, điều này là đúng. Nhưng đối với thị trường chứng khoán, một khi mà các bạn đã có kiến thức mà các bạn đã có điều kiện thì các bạn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nó giúp cho các bạn kiếm tiền nhanh và nhiều trong thời gian sớm nhất, nhiều hơn là những cái ngành nghề khác mà nó kéo dài thời gian hơn. Một cái điều mà mình thích nhất trong thị trường chứng khoán là mình không cần phải bỏ quá nhiều thời gian khi mình ngồi xuống kiếm tiền. Chẳng hạn như các bạn đi làm một ngày 8 tiếng, các bạn phải ngồi đúng 8 tiếng để các bạn kiếm được cái lương mà người ta đã cố định cho các bạn. Còn khi các bạn ngồi vào thị trường chứng khoán, nếu như các bạn muốn kiếm một số tiền nào đó, 100, 200, 300, 500 vân vân, thì cái thời gian các bạn bỏ ra nó không có nhiều như là 8 tiếng, có thể là đôi lúc là 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, một tiếng vân vân, nhưng chắc chắn nó sẽ không kéo dài 8 tiếng đồng hồ như là các bạn đi làm. Ngoài ra còn nhiều cái lợi ích khác nữa, nhưng mà đó là những cái lý do mà khiến Jason thích đầu tư vào thị trường chứng khoán hơn là những lĩnh vực khác. Nếu như các bạn có hứng thú đầu tư vào thị trường chứng khoán thì trước tiên các bạn hãy make sure là các bạn có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm thì từ đó các bạn mới kiếm ra tiền. Vì cái gì cũng cần phải có kiến thức đầu tiên. Khi có kiến thức thì các bạn sẽ thực hành. Từ cái thực hành nó cho các bạn kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm nó sẽ giúp cho các bạn kiếm ra tiền. Đó, các bạn lại dùng tiền để kiếm ra tiền nhiều hơn nữa. Muốn biết làm sao có thể đầu tư một cách thành công trong thị trường chứng khoán, Jason luôn luôn có những lớp học mà sẽ giúp cho các bạn đầu tư luôn thành công. Bên cạnh đó, những ai học với Jason sẽ luôn được sự hỗ trợ của Jason và đồng hành cùng các bạn trong quá trình các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đầu tư sẽ luôn gặp nhiều may mắn.